Hi, em Tú xin chào anh em nhé. Rồi thì hôm nay em Tú lên clip máy cưa xích cho anh em ha. Thì hiện tại có về thêm được ít máy 60V dòng của Ledvolt Dewalt ha. Thì hiện tại đây, hàng này là hàng đã qua sử dụng ha, nhưng mà máy nước sơn, nước máy còn rất là đẹp. Đó, máy còn rất là đẹp luôn, lung linh luôn, anh em thấy ha. Dòng này thì nó sử dụng lam của nó là lam 4 tấc, lam 4 tấc ha. Đó, ví dụ ở bên này là có lam 4 tấc nè. Đó, lam này là mình sẽ bắt lam mới cho anh em. Anh em nào thích lam rin thì mình để lam rin. Còn anh em nào thích lam mới thì mình sẽ bắt lam mới, xích mới cho anh em. Đó, đi theo là như vậy. Thì hiện tại cũng đang cái vào mùa mà ở trong Nam vào mùa nắng rồi. Thì những anh em mà đi khai thác á, hoặc là những anh em mà chuyên đi dọn vườn tỉa cành này kia á, thì anh em sắm những con máy này. Thứ nhất là nó rất là êm, để anh em khi làm việc ha, anh em cưa dọn rất là êm. Thứ hai nữa, con máy này nó cắt không thua gì máy xăng nha anh em. Máy cực kỳ khỏe luôn, không thua gì máy xăng. Đó, nhưng mà cái giá thành hiện tại thì máy này nói chung là rất là rẻ cho anh em luôn. Đó, anh em nào mà đi làm, anh em chỉ cần sắm một bộ máy cưa này, kèm thêm một viên pin. Pin thì mình sẽ đóng cho anh em, đó là một viên pin 12A. Đây là viên pin mình test mẫu thôi, 12A ha, 12A, và cell trong là cell C6 ha. Nói chung là cell xịn nhất của Sony rồi. Đó, mình sẽ đóng cho anh em. Và máy mình sẽ bảo hành, pin bảo hành. Và sạc thì sạc là sạc nhanh, sạc chính hãng 220 luôn. Đó, bảo hành 1 năm luôn. Ok anh em ha. Thì đây, mình sẽ test sơ cho anh em xem nha. Anh em sơ cho em, anh em xem nè. Đó. Đó, trước khi mà anh em muốn chạy, anh em phải đẩy cái này xuống. Rồi, chúng ta sẽ bố cò. Và anh em nhớ nha, cái này phải kéo về nha. Đó, kéo về. Rồi, test nè. Đó, máy chạy khá là khỏe luôn. Cái model của con này á, đó là DCC670. Thì hàng này là hàng từ Mỹ về nha anh em. Đó là hàng đã qua sử dụng nhưng mà hàng từ Mỹ về. Đó. Thì chỗ châm nhớt thì anh em châm nhớt chỗ này. Chỗ này có chỗ châm nhớt đây. Bên này là châm nhớt. Còn anh em tăng đưa xích, anh em tăng đưa xích thì anh em có thể tăng chỗ này. Đó, khi anh em tăng đưa xích thì anh em thấy cộng và trừ nè. Anh em chỉ cần nới lỏng cái con ốc này ra. Nó lỏng con ốc này ra và anh em nhả thì nó sẽ là trừ. Đó, sẽ cho nhảy chạy nhẹ tí thì cái lam xích nó sẽ chạy ra, nhả ra một tí. Xích này thì nó cũng được nè, hơi căng tí thôi nhưng mà nhả ra một tí nữa là ok, hợp lý luôn. Đó. Rồi. Ok, thì máy pin sạc đó thì hiện tại giá nó cũng khá là rẻ thôi. Anh em nào mà muốn trả góp thì anh em chỉ cần trả trước tầm khoảng 3 triệu thôi. Còn 3 triệu anh em có thể trả sau trong vào tháng sau nha. Đó, về thì cũng được chục cây thôi. Đợt này thì cũng không còn nhiều hàng đâu. Anh em nào quan tâm thì anh em liên hệ nha.